Nam mô Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, thưa đại chúng, quý vị khỏe không? Hôm nay là chúng ta đã tụng kinh và được ngồi thiền, phải không? Ngồi thiền có dễ không? Dễ không quý vị? Dễ hả? Dễ, bây giờ giỏi quá rồi. Ngồi thiền như vậy là không còn khó, phải không? Hay vậy đó. Tụng kinh thấy dễ không? Dễ luôn. Tụng kinh dễ, ngồi thiền dễ. Vậy là vui quá rồi. Rồi gì dễ nữa? Nghe cô giảng pháp. Nghe giảng pháp cũng dễ luôn, phải không? Có nghĩa là nếu mình tụng kinh mình thấy dễ, ngồi thiền mà thấy dễ, là bắt đầu nghe giảng pháp là thấy dễ rồi, phải không? Rồi giờ sau đó hành trì để làm sao mà mình không còn khổ đau buồn giận nữa thì có dễ không? Cũng dễ luôn phải không? Không dễ hả? Vậy là chưa dễ chứ không phải là không. Không dễ, đúng chưa? Chưa dễ chứ không phải là không. Không dễ. Hôm nay thầy muốn kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Câu chuyện về ba chiếc đồng hồ. Có một ngày, hai chiếc đồng hồ cũ á, nó đang ở trong nhà, thì có một cái chiếc đồng hồ mới mua về để bên cạnh cái chiếc đồng hồ cũ. Thì một trong hai chiếc đồng hồ cũ nói với chiếc đồng hồ mới như thế này: anh sẽ bắt tay vào để làm việc đi, bởi vì anh phải cần phải tích tắc 32 triệu lần trong một năm. Thì chiếc đồng hồ mới nghe nó là 32 triệu lần trong một năm thì cũng hơi ngạc nhiên đó, và nói rằng là nếu mà anh tích tắc 32 triệu lần trong một năm, chắc có lẽ anh cũng bị banh xác quá. Thì cái chiếc đồng hồ mới nghe mới thấy đúng là thiệt, nếu mà 32 triệu lần trong một năm chắc là sao? 32 lần, 32 triệu lần tích tắc hết trong một năm thì sao? Cái cảm giác là sao? Và nói là anh bắt đầu bước vào cái cuộc làm việc đi, và anh sẽ cần 32 triệu lượt trong một năm.
Thì chiếc đồng hồ mới nghe vậy cũng bắt đầu hơi gì? Hơi quải rồi. Thấy không? Nhưng mà chiếc đồng hồ cũ khác nó nói vậy. Anh không cần nghĩ tới là 32 triệu lần trong một năm. Mà chỉ cần mỗi giây anh chỉ cần tích một lần. Phải không? Cứ tích, tắt, tích, tắt. Phải không? Là mỗi giây anh chỉ cần làm một lần. Và đừng quên làm cái điều đó. Thì quý vị sẽ nghe hai người nói nha. Một người thì nói rằng là một năm sau anh sẽ bắt đầu công việc đi. Công việc của anh trong vòng một năm anh sẽ làm tới 32 triệu lần. Và một anh sẽ nói rằng là anh không cần nghĩ tới 32 triệu lần. Chỉ cần mỗi giây anh chỉ làm một cái việc tích tắc. Thì quý vị nghe hai người nói. Nếu mà quý vị là người nghe, quý vị nghe người nào nói quý vị thấy dễ hơn? Hả? Thứ gì không? Mình thích nghe người thứ gì nói hơn không? Và bắt đầu anh ta nghe người thứ gì nói và anh ta bắt đầu chỉ cần là mỗi giây, mỗi phút anh ta cứ tích. Anh biết tích, tắt. Anh biết tích, tắt. Anh biết, phải không? Thì một năm sau tự động gì? Đủ 32 triệu lần. Thì câu chuyện đó cũng nói với chúng ta rằng để đi đến giác ngộ, chúng ta đừng có nghĩ gì nó dễ sợ lắm, phải không? Chỉ cần mỗi tuần đại chúng tới đây, tới đây là sao? Nghe pháp. Nghe xong hiểu tới đâu thì mỗi ngày hành trì, thở vào mình biết mình thở vào, thở ra mình biết mình thở, thở ra, phải không? Mỗi giây mỗi phút mình phải rõ ràng cái điều đó. Rồi mỗi lần cái cơn giận lên mình biết là mình đang giận. Cơn buồn lên mình biết mình đang buồn. Nỗi sợ hãi trong lòng mình trỗi dậy mình biết mình đang sợ. Và mình từng bước mình nghe pháp nữa để mình biết rõ rằng là cái buồn, cái sợ, cái giận từ đâu mà có, ai làm cho mình đau khổ. Rồi mình cứ nghe pháp, mình cứ thực hành, mình cứ đi vào nội tâm từng ngày, phải không? Và đừng bao giờ gì buông tay bỏ cuộc. Cũng như chiếc đồng hồ, nếu nó dừng tích tắc thì sao? Mặc dù là mỗi giây mình cứ tích tắc, nhưng mà nếu chiếc đồng hồ đó dừng cái sự tích tắc thì sao? Một năm sau là sao? Có đủ 32 triệu lượt không? Không. Thì nếu muốn chúng ta dừng cái sự tu học, dừng cái sự nghe pháp, dừng cái sự công quả, dừng cái sự quay về để mà thấu suốt nội tâm, quay về để mà rõ ràng từng hơi thở vào, từng hơi thở ra, thấu suốt từng cái vướng mắc trong tâm của mình, làm cho mình đau khổ như thế nào, làm cho người đau khổ như thế nào, và từng bước thắp sáng cái nội tâm của mình để nhận ra được mặt trời giác ngộ, phải không? Nhưng từng giây từng phút chúng ta làm được như vậy thì chúng ta có đến giác ngộ không? Giác ngộ giải thoát khổ đau không? Trong đời này không? Khó chứ, đúng không? Nếu chúng ta chịu làm, bởi vì có người hướng dẫn, có người từng bước đưa chúng ta đi, và đưa chúng ta đi từ mê tới giác. Thấy chưa? Chỉ cần là chúng ta có chịu đi hay không, và không cần phải lo quá xa, giống như là 32 triệu lượt gì hết đó. Chúng ta không cần phải nghĩ là ba a tăng kỳ kiếp gì hết để mới gì, mới giác ngộ. Không có, đừng nghĩ chi cho nó xa xôi, mà càng nghĩ thế gì, thấy nó xa vời và thấy nó ngán quá, thấy không? Nếu mà cái chiếc đồng hồ mới mà nghe
nghe theo lời chiếc đồng hồ cũ mà nói rằng là anh bắt đầu đi 32 triệu lượt đó, là một hồi là bánh, bánh xác, thì cái chiếc đồng hồ mới là sao? Hư liền ngay chóc. Giỏi, hư liền. Thành ra quý vị mà tới đây tu mà chưa tu mà nói nghĩ tới chuyện giác ngộ giải thoát mà lẹ quá đó, thì quý vị sao? Hoặc là ngồi thiền 5 tiếng, 3 tiếng, 7 tiếng, hoặc là giải thoát ôm chấp lầm mê mà mình nghĩ tới nó lẹ quá và tự nhiên mình sao? Ngán, đuối và thôi là bỏ, bỏ cuộc, phải không? Chỉ cần mình chỉ cần hiểu cái bước đi của nó là như vậy, cái chốn về của nó là như vậy, mình phải cần quay về để giác ngộ, mình phải cần quay về, mình phải cần thắp sáng được cái nội tâm, mình cần nhận ra được cái khả năng giác ngộ đó chính mình. Còn giải thoát được, giải thoát cái gì? Giải thoát cái khổ đau ràng buộc. Giải thoát là giải thoát cái đó đó. Người giác ngộ là người trở về với cái khả năng thanh tịnh, ấn lặng vốn sẵn đó chính mình. Giải thoát là lúc đó là giải thoát tất cả những vướng mắc ràng buộc đưa đến khổ đau sanh tử. Đúng chưa? Hàng ngày bây giờ mình kiểm lại mình giác ngộ chưa? À, mới chút chút thôi, thấy chưa? Mà nếu mình chỉ mới giác ngộ chút chút thì mình chỉ mới giải thoát chút thôi, đúng chưa? Đó, mình giác ngộ chút chút thì mình chỉ mới giải thoát chút thôi. Mà mình giác ngộ nhiều thì mình giải thoát nhiều. Mà đến khi mình giác ngộ tột cái chỗ giác ngộ đó thì mình giải thoát tột. Đúng chưa? Đó là con đường chư Phật, chư Tổ đã đi, và con đường Thầy cũng đã đi qua. Và ngày hôm nay hướng dẫn cho quý vị. Quý vị có muốn vậy không? Muốn vậy không? Hay là quý vị nghĩ giác ngộ giải thoát là bay làm gì đó? Hả? Xưa nay quý vị nghĩ giác ngộ giải thoát là cái gì? Sống là vượt khổ đau. Đúng rồi. Mà hao cho vượt khổ đau là phải giác ngộ. Người chỉ có giác ngộ mới vượt thoát khỏi khổ đau. Bởi vì chỉ có giác ngộ mới thấy nguồn gốc của khổ đau và mới giải thoát khổ đau. Còn người mê có thấu khổ đau không? Có biết khổ đau không? Người mê thì không có thấy khổ đau nơi mình mà thấy khổ đau nơi gì? Nơi người. Người mê không thấy mình làm mình khổ mà người mê thấy người khác làm mình khổ, đúng chưa? Người mê không chịu thắp lên cái ngọn đèn giác ngộ trong tâm của mình mà chỉ đi thấy lỗi của người khác, đúng chưa? Người mà thấy lỗi của người khác là người mê. Người thấy lỗi của mình là bắt đầu người giác. Quý vị thấy không? Mà mỗi ngày mình quay về để mình thấy lỗi của mình, mỗi ngày mình quay về để mình thắp sáng cái nội tâm của mình. Nếu mỗi ngày mình làm điều đó thì giống như cái chiếc đồng hồ, mỗi giây nó có tích tắc, thì mỗi giây mỗi phút trong cuộc sống của mình chúng ta phải bắt đầu quay về để thắp sáng nội tâm, để rõ tất cả những vận hành của tâm thức, thì chắc chắn trong đời này chúng ta sẽ giác ngộ và chúng ta sẽ giải thoát tất cả nguồn gốc của khổ đau. Điều đó có không? Điều đó được không? Được không quý vị? Được chứ. Chứ mình mà không nói không được, mình mà nói không được là mình sẽ sao? Khổ hoài. Đúng chưa? Mà mình nói không được có nghĩa là mình phụ gì? Phụ tam bảo. Là bởi vì Đức Phật nói gì? Đức Phật nói gì? Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Ngài tuyên bố rõ ràng như vậy. Và bây giờ nói không, chỉ có mình Phật thôi. Còn tụi con là không bao giờ thành. Mình nói như vậy là mình gì? Mình đâu tin lời tuyên bố của Phật. Phải không? Mình đâu tin lời tuyên bố của Phật. Vậy thì làm sao mình là đệ tử của Phật được? Phải không? Ngài nói rằng tin ta mà không hiểu ta, mà không nghe những lời ta nói, thì đó là phỉ báng ta.
Đó là nhiều năm tháng mình vẫn sống trong gì? Khổ đau. Là bởi vì mình chỉ nghĩ cái chuyện giác ngộ là chỉ có Phật. Còn mình là sao? Mình là thôi, chúng sanh forever, phải không? Rồi chúng sanh forever, cho nên là khổ quá thì Phật ơi cứu, cứu con, phải không? Mà không biết Phật tới cứu hay ma tới cứu, mà mỗi lần đời mình thay đổi cái mình nghĩ là đó là Phật, Phật cứu, phải không? Rồi nghĩ Phật cứu cái lâu lâu đem cúng dường cái Phật nải, nải chuối, đúng chưa? Đó, thì như vậy là chúng ta mê tín quá nha. Mình mê tín quá, chứ đúng ra đó mình theo đạo Phật, mình theo Phật là mình phải hiểu Phật là gì, phải không? Và pháp của Phật muốn nói lên điều gì, đúng chưa? Phật là giác ngộ. Nếu không giác ngộ thì không gọi là Phật. Không giác ngộ, không giải thoát, lầm mê giải thoát sanh tử luân hồi thì không thể nào gọi là Phật, đúng chưa? Thì mình theo Phật, mình phải đi trên con đường của chư Phật chư Tổ đi. Có nghĩa là phải quay về thắp sáng cái nội tâm của mình, phải thắp lên cái nội tâm của mình, thắp cái đèn tuệ trong tâm của mình. Và khi đèn tuệ được thắp lên thì mình bắt đầu hiểu. Hiểu gì? Hiểu gì? Hiểu về mình. Hiểu về con người thật của mình. Tại sao nay vui, mai buồn, nay giận, mai hờn, nay thương, mai ghét, nay sợ, chuyện sống, chuyện chết, chuyện già, chuyện bệnh, tại sao vậy? Quý vị muốn có câu trả lời thì chỉ cần thắp lên đèn tuệ thì tất cả sự thật nó sẽ hiển bày, đúng chưa? Còn do sự thật không hiển bày trong tâm của mình, bởi vì đèn trong tâm mình chưa sáng, phải không? Nếu đèn trong tâm mình chưa sáng mà mình có học nhiều Phật pháp mà đèn trong tâm mình không sáng thì sao? Cũng tối. Đáp rất là rõ, thấy không? Cho dù mình có học tam tạng kinh điển, mình hiểu Phật, mình học Phật, mà mình không hề quay về để thắp lên cái ngọn đèn giác ngộ, mình không về quay về để hiểu mình, thì tất cả những cái học đó cũng chỉ là gì? Vô dụng. Quá là như cái đẩy đựng sắt thôi. Thấy chưa? Đó là cho cái người mà học tam tạng kinh điển luôn. Học mà không biết ứng dụng. Tất cả những cái gì Phật nói cũng nhận giúp cho mình nhận ra được cái khả năng giác ngộ của chính mình. Giúp cho mình nhận ra được tại sao con người đau khổ và làm thế nào để giải thoát đau khổ. Đó là mục tiêu có mặt của đạo Phật và sự ra đời của đạo Phật, đúng chưa? Mà nếu không có cái đó thì mình đâu có gọi Thái tử Tất Đạt Đa là Phật, phải không? Quý vị thấy rõ về Phật chưa? Chứ nhiều khi chúng ta cứ nghĩ Phật là gì? Một ông thần, một ông thánh, hay là một cái gì mà biến hóa, dễ sợ lắm. Chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta tu. Mà nghĩ Phật như vậy là chúng ta trở thành mê tín. Mà đa số chúng ta một hồi là thành gì? Đi theo đạo Phật hồi thành gì? Hả? Thành Phật tử, phải không? Nhưng mà nếu mà Phật tử là mê tín thì Phật tử đó là gì? Tử đó là con hay là tử đó là gì? Tử chết. Thấy chưa? Đó, mình có hiểu gì đâu. Vậy mà nói tới là mình là đạo Phật, mình là Phật, Phật tử, phải không? Nhưng mà mình nói mình đạo Phật là mình Phật tử, mà tham mình không biết, sân mình không biết, si mình không biết. Những gì xảy ra trong tâm của mình không hề hay biết. Mình biết chuyện người ta thì rất là rành, phải không? Mình biết rành lắm. Chuyện mình thì tối như đêm 30, quý vị có thấy không? Mình tối như đêm 30 không? Nhìn vô chẳng thấy gì hết. Nhưng mà chuyện người ta thì mình nói là tôi đi gì? Đi guốc trống trong bụng người ta luôn. Thì dễ sợ như vậy.
tới đó luôn, đó là tôi đi buốt trong bụng của quý vị luôn. Quý vị không cần nói, quý vị chỉ cần cười là tôi biết quý vị cười cái gì rồi đó. Rồi bắt đầu quý vị diễn tả cười mỉa này, cười mai này, cười khánh dễ này, cười có làm đủ chuyện một hồi, cái bắt đầu sao quý vị cười với lại tôi giận muốn gì, muốn bầm gan tím ruột, thấy không? Tối ngày cứ làm cái chuyện đó thôi à, và mình lúc nào cũng gọi là ta đây là gì, biết tất cả, phải không? Nhưng mà thiệt sự biết không, có biết gì đâu, phải không? Có biết cái gì đâu, biết gì mà khổ dữ vậy, biết gì mà bầm gan tím ruột, biết gì mà gì bị stress ra nổi mà đau là con tử, phải không? Biết cái gì, phải không? Biết sai hết trơn rồi, biết đúng đâu có phải là vậy, biết đúng là ngày mỗi ngày mình gì tươi, mình vui, mình cũng giúp được người ta, còn biết một hồi là gì người khổ mình khổ. Quý vị có thấy không? Vậy mà sao? Vậy mà mình lúc nào cũng nói rằng là ta đây là Phật tử của cũng mấy chục năm rồi đó nha. Đi chùa cũng nhiều lắm mà chùa nào cũng đi hết, không có sót chùa. Chùa nào cũng bị hỏi chùa nào thì tôi biết hết trơn à. Phải không? Rồi sao? Tụng kinh gì cũng thuộc hết. Phải không? Không có kinh nào nói ra mà không hiểu. Ăn chay thì cũng ăn như trường luôn đó. À, cúng dường thì cũng không thiếu, mà bố thí thì cũng gì cũng nhiều, thì mình sao là ta đây là sao? Nếu mình như vậy là mình nghĩ mình sao? Sắp thành Phật, sắp thành Phật rồi. Phải không? Mà quý vị nghĩ thành Phật là sao? Thí dụ mấy cái người như vậy họ nghĩ là thành Phật là sao? Thế họ nghĩ là ngày nào họ sẽ thành Phật, nếu mà cứ tiếp tục họ sống vậy thì ngày nào họ sẽ thành Phật, và thành Phật là thành như thế nào? Theo bác nghĩ thế ra là nếu mà người họ tiếp tục họ làm như vậy thì thế nào họ cũng nghĩ là họ sắp thành Phật, phải không? Vậy thì lúc đó bác nghĩ như thế nào là thành Phật? Thưa sư, những trường hợp đó họ nghĩ là họ sắp thành Phật, nhưng mà cái biết của họ đó thật sự là như vậy, thật ra không có cái gì hết trơn á. Nếu mà nói họ biết cái âm phủ cái đường tối thì họ không chịu, mà nói được tu tới những người cao hơn họ thích thú, nhưng mà không có cái gì cả. Mà nếu mà nói hoài mấy người đó cũng như vậy thôi. Cũng như vậy thôi, phải không? Rồi sao? Rồi cái buồn phiền đó họ gieo rắc, nếu mà trong gia đình gần nhất là những con của họ. Vợ hoặc chồng, nếu không vợ chồng thì con cái. Rồi trong nhà không ai hết họ, ngay bản thân họ khổ trước. Rồi họ đi tâm sự những người xung quanh. Lựa những người bạn gọi là tri kỷ nhất á, họ gọi nói chuyện. Rồi gặp những người tri kỷ như họ là thôi, là càng số 1 nữa. Rồi làm sao họ tỉnh? Rồi cái khổ đau hoài không. Nhưng mà nếu người đó được cái may mắn á, những người bạn mà may mắn á, thì họ nhắc nhở họ thì họ có thể tỉnh lên. Còn không thông họ phải nói rằng té mà đụng đầu quá đau thật á thì không còn ai cứu nữa, nhờ người bạn đi dẫn thì mới sáng tỏ được. Cảm ơn bác. Vậy nếu như vậy thì chúng ta thấy nó khó cái chỗ này nè. Ví dụ như phải khi họ nói rằng là họ làm điều xấu, ví dụ bây giờ họ nói là họ ăn chay, thì bây giờ người ta nói trời ơi, ăn chay thì so với người ăn mặn có phải tôi sao, tôi tu hơn chứ nữa. Rồi bây giờ tôi niệm Phật mỗi ngày, cầm sáu chủ niệm, A Di Đà Phật. Còn quý vị mà tôi cũng đâu có đi chơi gì đâu, bây giờ quý vị đi chơi, quý vị ăn chơi, tôi đâu có ăn chơi, tôi niệm Phật thì tôi tốt hơn không, thấy chưa? Rồi bây giờ tôi mỗi ngày tôi tụng kinh, tôi nghe pháp, còn quý vị thì nghe nhạc nhảy đầm, dịch ai hơn tôi hơn cái gì nữa, phải không? Rồi bây giờ cái gì nữa, tôi đi chùa mỗi tuần, tôi đi giúp người, còn quý vị là gì, đi shopping rồi đi lo bản thân thì ai hơn tôi hơn cái gì nữa, tôi hơn. Ủa vậy tôi hơn sao? Tôi không giác ngộ. Ủa rõ ràng là tôi hơn đàng hoàng mà, tôi đâu có làm gì không hơn đâu, phải không? Vậy là tại sao tôi hơn mà tôi không giác ngộ? Quý vị có giờ hỏi chỗ này không?
đó là giác ngộ, ta không biết. Nhưng mà việc làm họ bị dứt mắt, họ phải bị đợi khen, không ai khen giùm nó thì mới nói chút chút cho người ta biết là tôi làm này, tôi làm nọ, thì chỉ biết chừng đó mà thôi. Mà nếu mà nói mình đã tu, mình tìm sự giải thoát, sự an lành, mình bình an, thì cái đó đâu bình an, người ta còn nói nó nặng thêm nữa, đâu bình an đâu. Nói làm thì khoe khoang, vậy là mình nghe nó là hết bình an rồi. Quý vị có thấy giống như vậy không? Quý vị có thấy rằng là có bao giờ mình thắc mắc rằng ủa như vậy là nó wrong chỗ nào, nó trật chỗ nào? Rõ ràng là tôi làm điều tốt không à, mà tôi làm những điều Phật dạy nữa, phải không? Mình nghĩ là tôi đang làm điều Phật dạy thì tôi trật chỗ nào? Chị theo chị thử, chị bảo tín đó đó đó, đúng rồi chị đó. Dạ. Dạ con tên là Lý. Hôm nay là ngày đầu tiên con tới nghe. Con cũng đi chùa nhiều lắm, cũng đưa bà dì trên chùa nhiều, bà cúng dường cũng nhiều lắm, bà tu cũng nhiều lắm, bà đọc kinh cũng nhiều lắm, nhưng mà hiện tại bây giờ thì bà lắm. Cho nên hôm nay con tới con nghe để con kiếm ra một cái gì, tại sao gì con bị như vậy. Đúng với cái lời sư giảng ngày hôm nay, theo ý con thì con thấy gì con đủ hết những cái điều như thế. Nghĩa là đọc kinh niệm Phật mà tới nỗi mỗi một năm nào đúng chia ra những phần nào để cúng cho sư nào, rồi ngày nào tháng nào niệm Phật, rồi lễ từ đầu chùa tới cuối chùa lại. Nhưng tới bây giờ thì con thú thật là con thấy đau khổ quá. Con nghĩ hôm nay có lẽ là con đi tự nhiên đúng một cái chỗ mà sư đưa cho con biết được cái lối thoát thế nào là niệm Phật, thế nào là đi tu, mà con thấy không hiểu được là không biết cái nhân duyên tại sao mà gì con bị như vậy, chứ còn chưa tới cái thắc mắc của con. Cho nên con đúng là có khi nào Phật dạy đưa cho đúng cái lời pháp thoại của sư nói cho con hiểu. Bây giờ con muốn hiểu sư nói thế nào nó thành như vậy. Rồi để khai thị cho để hôm nay khi nghe thấy sao, khi nghe pháp nãy giờ thấy trong lòng sao? Cũng chưa được tới đến cả. Dạ, chưa được khi mà bắt đầu sao? Có ban đầu thôi, hiểu được. Có bắt đầu hiểu được chút chút thôi phải không? Có nghĩa là mình đi hôm nay để mình muốn biết tại sao mà làm phước cũng nhiều, cúng dường cũng nhiều, bố thí cũng nhiều, tụng kinh cũng nhiều, phải không? Lo cho tam bảo cũng nhiều, mà cuối đời là bị lẫn. Mà cái lẫn nó không phải đơn giản lẫn không đâu, mà tất cả những cái quá khứ nó hiện về, cũng có thể lúc buồn, lúc giận, lúc bực, phải không? Bao nhiêu chuyện nó xảy ra trong tâm, đúng chưa? Chị có chứng kiến cái cảnh đó không? Đâu phải chỉ là lẫn không đó, lẫn là không rõ ràng rồi đó, nhưng mà bắt đầu hàng ngày không làm chủ được mình nữa rồi. Và bắt đầu gì lúc buồn, lúc giận, lúc sợ, lúc đủ thứ chuyện xảy ra hết, có không? Thưa sư, con nghĩ là gì con lẫn có trong cái tức bực. Đúng rồi. Thấy chứ đó. Không phải là lẫn một cái bệnh của người già lẫn không. Yes. Cho nên con muốn tìm hiểu. Rồi. Quý vị có thấy không? Cái lẫn trong tức bực nữa. Do gì tức bực? lâu ngày gì nó âm ức, bắt đầu nó đưa tới lặng. Thì bây giờ bắt đầu quý vị nghe nè, hôm nay có nghe không hay là tuần tới?
Hôm nay cũng nghe quá hả? Mình khi mình nói một cái lúc mà người ta đi tu học thì mình phải nói trở lại một chút xíu từ cái giai đoạn đầu. Thường người, tại sao chúng ta đi đến chùa? Nếu cuộc sống quý vị trở lại ngày xưa ha, quý vị đang vui vẻ, đang hạnh phúc, đang có cuộc sống đầy đủ, tiền tình danh lợi đầy đủ, quý vị có đến chùa không? Đến không? Không. Đúng chưa? Tự nhiên thôi. Trừ trường hợp là nhiều khi mình lớn lên cha mẹ mình kêu mình đi, hoặc là người thân mình kêu mình đi là mình đi thôi. Cái đi là cũng miễn cưỡng phải đi thôi. Cái đó khác. Thầy không có hỏi câu hỏi đó. Thầy đang hỏi cái chỗ tự mình đó. Nếu mình có đầy đủ tiền tình danh lợi, thành công trong cuộc sống, địa vị xã hội đầy đủ hết, muốn ăn là có ăn, muốn mặc là có mặc, muốn chơi là có chơi, muốn gì là có ấy, và mình rất là thành tựu, thì theo quý vị nghĩ là quý vị có đi đến chùa không? Cái đó là khác. Cái đó là muốn nói cái người nó có duyên rồi. Mình đang nói cái người có duyên thì không bàn cái chuyện mà. Họ đã có duyên thì tự nhiên họ sẽ tìm tới. Cái đó là họ chủ động, họ tìm tới ngay cả vì họ không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng trong họ đã muốn có câu hỏi để họ đi tìm. Thì cái người đó đã có mặt trên đời này vì có câu hỏi. Cái đó mình không bàn. Thầy đang bàn cái người bình thường nhất, không có câu hỏi á. Không có câu hỏi gì liên quan tới Phật giáo, hoặc là không có câu hỏi gì liên quan tới cái cuộc sống của mình, cuộc đời của mình. Thầy đã hỏi cái người đó. Thì thường thường những người đó họ có đi chùa không? Không, thấy không? Là bởi vì chỗ nào họ đi? Những người đó đi chỗ nào? Thích thú, nghe khen, hay linh thiêng cái này họ đi. Thấy chưa? Nghe là giàu hơn là tương lai. Đúng rồi, làm thế nào để giàu hơn, thành công hơn, travel, đi chơi, hưởng thụ, ăn uống, mặc. Có như là nào bị nọ, không bao giờ biết đủ. Thành ra những người đó đừng bao giờ nói tới họ là chùa. Họ đừng tới nói họ là nghe pháp. Đừng có nói tới họ là gì? Hiểu về nội tâm. Tại vì có gì đâu để mà hiểu, tôi đang thành công mà. Thì hiểu gì quý vị thất bại, quý vị mới đi hiểu, tôi đâu có gì đâu hiểu. Bàn tay ta làm ra tất cả và tôi làm được tất cả thì mất gì tôi phải cần nhờ tới ai. Đúng chưa? Tôi không cần nhờ tới ai hết á. Tại quý vị thất bại thì quý vị mới cầu người cứu, còn tôi có gì đâu tôi phải cầu. Tôi đâu có gì đâu cần, thấy không? Thì những người đó họ không bao giờ mà họ tìm tới Phật Pháp. Và họ rất là tin họ. Đúng chưa? Rồi những người đó lúc nào họ mới tìm tới? Những cái người đó nha, lúc nào họ mới tìm tới? Đúng rồi. Vì sự cố trong cuộc sống thì họ mới tìm tới. Đúng chưa? Họ tìm tới làm gì? Để cầu cứu gì nữa? Mình nói cái ngôn ngữ bình thường là lúc này tìm tới để cầu cứu. Nhưng đúng ra khi tìm tới thì nếu đúng cứu á, nếu mà đúng á là cứu thẳng vào gì? Thẳng vào nào? Thẳng vào cái sự việc nó đang xảy ra. Có nghĩa là cứu thẳng vào cái tâm của người đó luôn. Họ đang kẹt cái gì, họ đang vướng cái gì, họ đang khổ như thế nào, và cái gì làm cho họ khổ. Giải thoát là giải thoát ngay cái chỗ vướng mắc đó luôn. Nếu mà mình gặp đúng người, cứu là cứu ngay cái vấn đề đó luôn, phải không? Nhưng mà vì mình không có gặp đúng, cho nên thay vì cứu thẳng vào cái đó thì mình lại không cứu, mình lại thôi niệm Phật đi. Đúng chưa? Niệm cho gì? Cho quên, hoặc niệm đi rồi biết là Phật cứu. Thấy chưa? Rồi xong là gì? Thôi tụng kinh đi. Rồi thôi lạy Phật đi. Thôi cúng dường đi cho có phước. Thôi bố thí đi cho chuyển nghiệp. Thì cái người đó lúc này nói cái gì họ cũng nghe và cũng làm. Đúng chưa? Nhưng mà quý vị sẽ thấy tất cả những cái điều họ làm, nó có giải quyết được cái vấn đề của họ đang có hay không? Không có.
Thành ra ngày mỗi ngày vấn đề đó nó vẫn ở trong đó. Thấy chưa? Nhưng họ rất lạ, bởi vì họ muốn giải quyết vấn đề cho nên kêu cái gì họ cũng làm hết. Thành ra họ cứ làm. Cần tụng 5 cuốn kinh mà chưa có hết khổ thì tụng thành 10. 10 cuốn tụng 5 bộ kinh không hết khổ thì tụng 10 bộ. 10 bộ không hết thì 50 bộ. Thấy chưa? Rồi lạy sám hối. Con cứ lạy đi. Lạy đến khi nào? Tiêu nghiệp. Quý vị nghĩ tiêu nổi không? Có thấy đâu tiêu. Thấy không? Nhưng mà mình đâu có biết. Thành ra mình gì? Tha hồ mà. Mà lạy. Ngàn lạy. Chưa xong thì 5 ngàn lạy. 5 ngàn lạy chưa xong thì 10 ngàn lạy. Kinh này mình lạy không hết thì qua kinh khác mình lạy hoài. Mình niệm Phật, niệm sáng không xong thì niệm tối, niệm mà ai đụng tới mình thì mình xông lên, mình nói để tôi niệm cho tôi tiêu nghiệp và để cho tôi niệm để tôi được Phật, Phật chứng, Phật rước, phải không? Rồi sao? Ngày mỗi ngày sao? Nhưng cứ chờ, cứ làm tất cả trông chờ cho cái niềm đau nỗi khổ của mình đã được tiêu. Nhưng mà nó sao? Không bao giờ tiêu thưa quý vị. Và cái nỗi ấm ức ở trong đó nó vẫn gì? Vẫn còn tăng lên. Thấy không? Mặc dù mình tưởng mình làm, lúc mình làm thì mình thấy nó quên, nó vơi. Có lúc mình đang niệm Phật, mình đang tụng kinh, mình đang làm những cái điều thì mình thấy có vẻ mình cái niềm đau nỗi khổ của mình nó được vơi. Nhưng thiệt sự nó vẫn đầy, đúng chưa? Nó vẫn đầy. Mà bây giờ không những nó đầy cái đó rồi, bây giờ nó thêm một cái bệnh khác nữa. Là bệnh gì? Bệnh gì? Một cái bệnh chấp vào pháp. Chấp pháp là bây giờ ta đây là có tù. Ta đây là đã từng tụng bao nhiêu kinh. Ta đây từng gặp bao nhiêu vị sư nổi tiếng. Ta đây từng nghe bao nhiêu bài pháp. Ta đây từng ăn bao nhiêu lần chay. Ta đây từng lạy bao nhiêu thời sám hối. Ta đây từng cúng dường bao nhiêu chùa. Bắt đầu là gì? Bản ngã đó, nó trỗi dậy. Hoặc là bệnh này chưa dứt đã lồi bệnh kia. Thấy chưa? Rồi chuyện gì xảy ra nữa? Bắt đầu quý vị thấy chưa? Nỗi đau khổ nó vẫn lớn dần trong tâm của chúng ta. Và một cái chấp trước khác nó có mặt. Thấy không? Rồi gì nữa? Quý vị nghe hiểu chưa? Thì từng ngày đó, mình càng đau khổ thì mình lại càng muốn tu. Mà tu lại không vô chỗ đau khổ của mình để giải quyết, mà tu bên ngoài. Phải không? Tu bên ngoài, chứ không tu thẳng vào tạo tâm để giải quyết tại sao mình đau khổ, ai làm mình đau khổ và con đường giải thoát đâu. Đau khổ chúng ta không vào đó để chúng ta thốt xuống, mà chúng ta đi vòng vòng ở ngoài. Thấy chưa? Và ngày mỗi ngày chúng ta ráng một hồi thì gì? Cái não bộ của chúng ta là sao? Nó là sao? Nó burn out. Niềm đau thì nó vẫn còn. Thì chuyện gì xảy ra? Chị hiểu chưa? Chị hiểu cái chỗ bắt đầu lẫn chưa? Chị nhận ra chưa? Từ đó bắt đầu một hồi cái những cái sự tu học của mình lâu ngày mà nó không có kết quả, nó cũng chán. Thật sự quý vị sẽ bị chán đó. Và nhìn đau nỗi khổ của mình nhìn lại nó vẫn còn nguyên. Và khi mình bị bắt đầu lẫn rồi thì cái quá khứ đó nó sẽ gì? Nó sẽ trỗi dậy. Bởi vì chúng ta không còn cái tinh thần, còn cái tỉnh táo nữa để mình làm mấy cái chuyện kia đó. Để mà niệm Phật, để tụng kinh, để trì chú, để làm những chuyện đó. Chúng ta bắt đầu là gì? Nó sức đau rồi. Thì bắt đầu cái khổ của cái ngày xưa mình đi, mình vì khổ mà đi chùa đó, bắt đầu sao? Nó trỗi dậy lại. Bắt đầu nó sân, nó giận, nó tức. Nó
kể lại toàn bộ cái chuyện ngày xưa ai làm cho mình, mình khổ nó hiện lại nguyên hình, có không? Nó hiện lại nguyên hình và nó tiếp tục hiện nguyên hình cho đến khi mình nhắm mắt mình ra, ra đi. Đi đó là đi theo cận tử, tử nghiệp, đi để rồi chịu nhân quả tiếp. Quý vị thấy không? Đó là cái hậu quả của gì? Không thấy rõ đường, đường đi, không biết đâu là chỗ chúng về, không biết cách giải quyết vấn vấn đề. Quý vị rõ chỗ này chưa? Chứ nếu mà ngày đầu mà mình, khi mình có vấn đề mình đi đến, mình tu học, mình gặp được người hướng dẫn á, thì đã đi thẳng vào nội nội tâm, bật tung cái vấn đề ở trong nội tâm rồi. Tại sao đau khổ? Ai làm mình đau khổ? Và con đường giải thoát đâu? Đau khổ, bật tung cái đó là gì? Xong rồi. Thấy chưa? Là mình đã thoát khổ rồi. Mình có cuộc sống, cuộc sống vui rồi. Mà cái đó là mới là cốt tủy của Đạo Phật. Mà cái đó là Đức Phật có mặt trên đời này để làm cái chuyện đó, chứ không phải là để mình niệm Phật, không phải là để mình tụng kinh mà mình không biết mình. Cái ý nghĩa của niệm Phật là phải thấy lại, thấy lại ai là người niệm niệm Phật và tại sao mình niệm niệm Phật. Thành ra cái bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết là gì? Bài gì? Tứ diệu đế, khổ, nguyên nhân của khổ, dứt khổ và con đường dứt dứt khổ. Tại sao chúng ta không đi thẳng vào cái con đường đó mà chúng ta đi vòng 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 một hồi gì? Khổ vẫn còn khổ, mà bây giờ còn khổ thêm nữa là bởi vì ta đây biết Phật pháp rất là nhiều, phải không? Quý vị có bị gì không? Quý vị thấy có bị không? Các bị không? Thấy không? Bác bị sao? Lúc đầu thì thấy như vậy, nhưng mà sao giờ đến giờ quý thầy cô mở đường thì con mới đi. Chứ nghe thầy nghe về nó là cũng gì không? Trung Quốc à? Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Và mỗi ngày mình ít nhất mình muốn dành một thời gian ngắn ngủi, mình nhớ là những gì mình đến cái thiền viện mình học cái gì. Đó là những gì khi mà quý vị hiểu được cái đó là từng bước thầy sẽ giúp cho quý vị thực hành. Những cái thời pháp thoại này là để khai tâm thôi, khai tâm cho mình hiểu vấn đề nó nằm ở đâu. Nó giống như chị hôm nay chị đến nó được khai tâm, có nghĩa là ủa mình không biết tại sao mà mình làm đủ thứ chuyện mà cuối cùng cũng vẫn lắm, cuối cùng cũng vẫn phiền não, thì tại sao? Đó là những cái câu hỏi mình phải cần được khai thông. Nếu mình không được khai thông cái một hồi thì mình gì? Mình gì quý vị? Mình mất niềm tin vào tam bảo. Nhưng mà thật sự tam bảo lúc nào cũng sáng soi, lúc nào cũng rõ ràng. Nhưng mà tại cái người chỉ cho mình nó không gì? Không rõ ràng. Chứ thật ra Phật pháp rất là rõ ràng, rất là chính xác. Nhưng ăn thua cái người chỉ là cái người phải sống được, phải thể nhập được và phải biết được để mà khai tâm cho mình, để hướng dẫn cho mình. Chứ nếu mà chỉ mà không đúng á, là đi vòng 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 một hồi thì sao? Đậu phải nhập mà. Thì bác đi vòng vòng rồi bác kinh nghiệm không? Yeah. Mà tại sao mình đi vòng vòng? Ở đây thầy hiểu là tại vì mình chỉ muốn làm sao cho dứt cái khổ, đúng chưa? Yeah. Mà cái khổ này, mình đi cái cách này không hết khổ thì mình phải thử cái khác. Cái đó là cái tâm lý của mình thôi, mình đi thử thôi. Thành ra một hồi mình thử, một hồi là càng thử nó càng mệt. Mà tại nó đâu có trúng đâu. Nó giống như mình bệnh, mình uống thuốc mà không trúng thuốc thì sao? Bệnh hoài, rồi thuốc nào cũng mua mà uống hết. Uống hồi là gì? Thấy không? Đó là tại sao bây giờ có nhiều người lên internet nghe giảng, nghe quá trời. Biết vì sao mà nghe nhiều không? Quý vị biết vì sao quý vị nghe nhiều không? Là tại thử nhiều thuốc đó là không bớt thôi. Hy vọng có thuốc nào BR hơn hay không. Thành ra nghe sáng nghe hết rồi bắt đầu là tối. Tối nghe mà thấy cũng không hết khổ thì nửa đêm lại cũng để cái earphone vô trong cái lỗ tai của mình để mà nghe. Nghe gì ngủ quên luôn. Mà không biết mai mốt là nó cháy cái đó một cái đã. Là gì? Quý vị có mấy người không? Nhiều khi mình để
ở tay mình nghe nó cháy á, rồi nguy hiểm không? Mà nghe xong rồi cũng gì, cũng đâu giải quyết được vấn đề gì đâu. Rồi bắt đầu là gì? Nghe thầy nào nổi tiếng, nghe vị sư nào nổi tiếng là làm ngóng là coi, coi thì có cái gì hay hơn hay không để gì? Để nghe để gì? Cho hy vọng là bớt khổ sao bớt nổi. Muốn dứt khổ phải biết khổ là cái gì. Muốn dứt khổ phải biết ai là mình khổ. Muốn dứt khổ phải biết con đường để thoát khổ, và phải có người hướng dẫn cho mình bước vào nội tâm để từng bước giải thoát cái khổ đau. Đúng chưa quý vị? Chứ không phải mà cứ làm đại giống như quý vị cứ ra gì bệnh lên ra tiệm thuốc cứ tha hồ mà gì mà mua thuốc mà uống. Ở đây có kinh nghiệm không? Ở đây có nhiều người kinh nghiệm ta hay là gì? Ra tiệm thuốc tự mình chẩn bệnh cho mình luôn rồi. Rồi là gì? Ra tiệm mua thuốc uống hoài không lành thì thôi thử một thuốc khác không lành qua thử thuốc khác phải không? Không được, phải có người chẩn bệnh cho mình, có người theo dõi mình, có người hướng dẫn mình. Mình uống mới lành bệnh thì mình đi tu học mà phải có thầy hướng dẫn chỉ đường cho mình ra khỏi cái niềm đau nỗi khổ của mình. Quý vị rõ chỗ này chưa? Chị rõ chỗ này chưa? Rõ không? Chị rõ sao? Hôm nay chị rõ sao? Hôm nay đủ duyên nha. Sao tự nhiên không? Cái hôm nay đủ duyên về đây vậy? Thưa sư giảng thì con cũng rõ chút không? Nhưng mà hôm nay thì con tập được cái thiền, nghe được cái hơi thở rồi. Là cái thứ nhất. Còn sư giảng thì thuốc thì con cũng nói chút. Hiểu được cái gì? Hôm nay hiểu được cái gì? Nếu chút là cái gì? Hiểu chút là mình tìm ở trong nội tâm mình khổ ở chỗ nào để mà có thể tìm được cái khổ đó. Nhưng mà nếu một ngày hay một tháng thì con nghĩ chứ không có được, nó từ từ chứ còn sự thật thì ngay chị hiểu được tới đó. Hiểu được là sao rồi hả? Để hôm nay hiểu được là sao rồi? Mới hiểu được hơi thở thôi. Rồi, mới hiểu được hơi thở là một. Mới có thể hiểu được rằng là để dứt khổ là phải gì? Đi ra ngoài làm mấy cái kia hay là gì? Quay về, phải hiểu được cái đã. Chứ chưa có hành đâu nha. Hôm nay chúng ta chỉ là hiểu thôi, chứ chúng ta chưa có hành. Thấy không? Muốn dứt khổ là phải quay về để thắp sáng nội tâm. Thì đầu tiên là mình sẽ bắt đầu rõ được hơi thở, thấy chưa? Rõ được những cái gì xảy ra nơi thân tâm. Rồi từng bước mình sẽ rõ được cái khổ của mình là cái buồn, cái giận, cái sợ, cái lo nó xảy ra trong tâm của mình. Từ từ mình sẽ nhận ra được nó. Rồi từ từ mình sẽ thấy được rằng là ai làm mình khổ, mình sẽ thấy luôn. Rồi sau đó mình mới từ từ mình sẽ nhận ra được rằng là cái khả năng giác ngộ nó vốn sẵn nơi chính mình. Rồi mình mới phát tâm cầu giác ngộ. Khi mình phát tâm cầu giác ngộ có nghĩa là đèn trong tâm mình nó bắt đầu sáng, thì tất cả nguồn gốc khổ đau nó sẽ được hiển lộ trước mặt. Thì ngay lúc đó mình sẽ chấm dứt khổ đau, thấy chưa? Đó là cái hướng mình phải đi. Nhưng không phải hôm nay tự nhiên dứt khổ. Nếu vậy thôi là gì? Ngày bài pháp dứt khổ thì nếu vậy sao? Có những người nghe nó dứt là bởi vì cái căn cơ họ đủ chính, cái trăn trở họ nó có rồi. Bây giờ nghe một cái thời pháp tự nhiên nó bật tung cái nội tâm và tự nhiên mọi cái nó rõ ràng trước mắt. Còn hôm nay chị vậy là hay quá rồi, tới hôm nay là được gì? Được giải tỏa nhất cái thắc mắc trong tâm của mình, phải chưa? Và bắt đầu biết con đường đi đến
giải thoát cái khổ đau là con đường quay về, chứ không phải đi ra mà tụng kinh niệm Phật. Tụng kinh niệm Phật trì chú không có phải là wrong, nhưng nếu không vào nội tâm để giải quyết tất cả cái khổ đau thì cho dù làm những cái đó cũng gì, cũng vẫn khổ đau, phải không? Thầy nói như vậy không có nghĩa là nói quý vị đừng tụng kinh, đừng niệm Phật, đừng lễ Phật, đừng cúng dường, đừng bố thí, nô quý vị vẫn làm cái điều đó, nhưng đừng bao giờ nghĩ cái đó có thể giúp cho mình giải thoát cái khổ đau. Để giải thoát khổ đau là mình phải quay về thắp sáng cái nội tâm của mình lên, đúng chưa? Rồi từ đó mọi cái nó sẽ hiển lộ rõ ràng trước mắt. Và để quay về được cái điều đó thì từng bước thầy sẽ giúp cho quý vị. Điển hình là sắp tới mình sẽ có khóa tu 5 ngày. Mọi người về đây, từng bước thầy sẽ hướng dẫn đại chúng như thế nào là quay về, như thế nào là thắp sáng nội tâm, như thế nào là để ý cái hơi thở, như thế nào là để ý từng bước chân, những cái gì xảy ra trong thân của mình, những cái biến chuyển của thân tâm từ từ chúng ta sẽ thấy, rồi những cái lời nói trong đầu của mình chúng ta sẽ nhận ra, rồi những lúc khổ bực bội lên chúng ta sẽ bắt đầu biết ai là mình khổ. Thì cái khóa tu 5 ngày từng bước sẽ giúp cho quý vị trải nghiệm qua những cái điều đó, và quý vị từng bước sẽ nhận ra được cái khả năng giác ngộ nơi chính mình. Từ đó mình mới có sức mạnh để mình gì? Mình làm gì? Đi đến đường giải thoát. Đi đến đường giải thoát. Quý vị thấy rõ chỗ này không? Hôm nay quý vị rõ không? Bác rõ không? Rõ sao? Hôm nay rõ nhất là cái gì? Tâm mình đó là nó có thấy là quan trọng nhất. Cái gì mình cũng phải trở về cái nội tâm của mình thắp sáng lên, cái trí tuệ mình thắp sáng ra để mình vượt qua những cái khó khăn trong cái nội tâm mình đó. Thành ra những cái phiền não hay lo âu gì cũng vì cái tâm mình thôi. Đúng. Con biết vậy. Không thể nhận được cái đó là rất là tốt. Dạ. Thì sư nói thì con cũng có cái biết sao mà mỗi lần đi khám còn thích rồi còn hài này thì cảm động lên nước mắt, nhưng mà tâm lòng cũng rất là vui. Yeah. Rất vui mà thỉnh thơ lắm, coi những bạn đạo hay như là những người Phật. Thì con nghe xin nói về tình này thì nói đến con đường giải thoát á, thì trước đây con thích lắm, nhưng mà con nhìn lại từ nó đi sao thì con nhìn lại con á, con đường giải thoát còn là an lành thì thế nào ăn lạc, mà cái lòng mình thấy cái gì còn ham á, cái đó không phải, đó là một cái hướng mộng của mình. Ngay cả sự ham, nói chung là cái lòng ham, mà tham đủ thứ hết, không có đề một cách. Đó là một trong những yếu tố đó, rất là quan trọng. Yeah. Trong cuộc sống mình, rồi đến những cái sự mà bực tức, buồn giận, mình vừa ý, mình vui, không vừa ý, thì đó là những con đường cản trở mình. Thì nếu như bản thân con thế, bây giờ mình muốn đến sự an lạc, nghe mấy thầy cô nói thích lắm, thích thú lắm, nhưng mà mình coi những đó mình không nhìn lại mình nói ra cái đôi khi mình mắc cỡ, nhưng mà nghĩ lại đối với những bạn đạo, những thầy cô mình nói ra cái đó là cái điều tốt. Cô phải nói là phải là những người có trí tuệ khôn thì nói được cái điều đó, chứ mình giấu là mình càng giấu là không ai biết, nhưng mà mình biết. Thì những cái đó con thấy con phải dẹp cái đó, cố gắng. Yeah. Con phải nói là cố dẹp đi, nhưng mà mình thấy tu tập những thầy cô gì nói mình. Mỗi ngày mình tu tập sao, con ngu sao, mình khi mà sám hối mình tâm mình hướng vào đâu. Trước đây con sám hối cũng như cái tâm muốn chạy ra ngoài sư. Yeah. Mà sư để nhắc vào con thấy, đó là những điều rất đúng. Chứ sư nói khuyên kia mình thích như những chạy vô khác. Rồi nhờ cái đó mà cũng con được đi vào đó, thì mình thấy mình suy mở đường hết nó. Ngay bản thân mình phải biết cái đó, mình phải nói từ mình mới.
thấy được sáng hơn rồi á, mình mới giúp được cái người xung quanh của mình. Bất cứ người xung quanh mình là ai, mình thương mình phải biết mình trước, mình mới giúp được. Mình còn tham quá đi, nói những lời đó kẻ khác tham thì không giúp được. Thì còn có những cái ngon về con rồi trong đời mình học. Bắt đầu đó, đó là những cái chia sẻ này là bắt đầu có hướng về nội tâm mà đó. Người bắt đầu hướng về nội tâm, bắt đầu hiểu về mình. Mà khi mình hiểu về mình không ngại tâm sự nữa đâu. Quý vị thấy không? Tại vì mình hiểu về mình đâu còn giấu giếm gì nữa đâu. Thì mình thấy rõ rồi. Mà khi mình hiểu về mình thì mình muốn giải thoát, chứ mình đâu có muốn ôm mấy cái làm gì đâu. Phải không? Mình chia sẻ ra để được thầy giúp đỡ, thầy hướng dẫn, thấy chưa? Hoặc là để bạn đạo nghe, để hiểu, để mà cùng phát tâm mà tu. Đó, thành ra mình, mà mình tu học làm sao mà mỗi ngày lòng mình nó phải nhẹ, nó phải thanh thoát, nó phải thông dong. Mình tu một hồi sao mà mình cứ nặng trịch trịch, càng ngày càng tham nhiều, càng chấp nhiều, càng sân. Sân nhiều mà mình biết mình tu gì, tu trọc rồi, phải không? Mình mà tu càng ngày mình thấy người của mình càng nhẹ ra nè. Cái sự vướng mắc của mình bắt đầu mỗi ngày nó rơi rụng bớt. Cái sự cảm thông mình nó bắt đầu nó có mặt. Cái chấp trước của mình bắt đầu nó gì? Nó rã ra. Phải không? Cái tâm mình bắt đầu nó bình thản hơn, nó sáng hơn, nó thông dong hơn, nó ung dung hơn, thấy không? Còn mình tu một hồi mình thấy gì? Tối tâm. Rồi mình nói rằng thế giới này không có chỗ cho ta dung. Nhưng không, không ai tu có mình ta. Ta tu, thấy không? Cái mình trốn mình đi chỗ khác. Trốn vô cái gì? Vô trong phòng là ngồi né hết tất cả mọi người. Chứ mình tu, mình càng tu, mình càng thông, càng quay về, mình càng rõ nội tâm mình càng thương. Thương mọi người, thấy không? Mình không có ghét. Mình thương, mình thông cảm. Nếu mình chưa độ được người ta thì mình phát tâm mình tu, nhưng mà mình không có judging. Mình không có tránh né, mình không có phán xét, mình không phản ứng. Mà mình chỉ biết là mình chưa có khả năng cho nên mình chưa giúp được người thôi, phải không? Nhưng mà mình không có đóng lòng với người ta. Đúng chưa quý vị? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ kiểm lại coi mình tu có đúng đường hay không. Và tu là mình càng thấy mình, chứ không phải là tu để thay đổi người ta. Mình mà càng thấy lỗi người ta là mình gì? Mình tối như đêm 30. Mà mình càng thấy lỗi mình tưởng là dở, nhưng mà là bắt đầu sáng như trắng. Trăng rằm. Thành ra quý vị mà thấy lỗi quý vị là quý vị biết là quý vị mừng đó. Là bắt đầu trăng của mùng 1, mùng 2 rồi đó. Đúng chưa? Đúng không quý vị? Đó, thành ra đừng có ngại. Đừng có sợ đâu. Ồ, hồi xưa mình cứ sợ ta thấy lỗi mình hoặc sợ nói lỗi mình. Người mà thấy được lỗi mình, người mà nói được lỗi mình á, là người đó bắt đầu sáng rồi đó. Nha. Đó, chứ đừng bao giờ nghĩ là mình thấy lỗi mình là mình xấu đâu. Nhưng mà mình thấy lỗi người đó là bắt đầu là gì? Là mình biết là tối như đêm 30. Quý vị muốn nào? Muốn sáng như trăng rằm hay là tối như đêm 30? Phải không? Bây giờ quý vị kiểm tra thôi, quý vị là mùng mấy rồi? Trăng mùng mấy rồi? 30. Thử kiểm tra thôi, hôm nay quý vị ở mùng mấy rồi? Thôi là ngay hôm nay, ngay giờ phút này đang ngồi nghe pháp nè. Chứ tụi tí nó về nhà, ở mùng 1 rồi có không? Wow, vậy là trăng mùng 1 rồi đó. Rồi, người khác ở mùng mấy rồi? Có ai tới rằm chưa? Chỉ cho cách đo. Quý vị có thấy trăng mà của cái trăng mà trăng sáng, cái lúc mà mình thấy trăng sáng vòng vật là chỗ nó có mây không? Trăng mà quý vị thấy cái tỏ hết á thì mây nó có che trăng không? Thấy chưa? Những cái ngày mà trăng mà sáng á là mây là gì? Mây là những cái chấp trước, những cái buồn phiền, những cái giận hờn. Thấy không? Nếu mà chúng ta mà tới lúc mà trăng hoàn toàn mà tròn á là nó không còn một lượng được mây nữa, là dứt luôn. Còn có những cái trăng mà chúng ta xét những cái mùng 1, mùng 2, mùng 3 nó vẫn là gì? À, mùng 1 ta nói là lưỡi trai, mùng 2 lá lúa, mùng 3 câu liêm là nó mới gì? Nó mới he he chút xíu thôi. Mà cộng nó he chút xíu nhưng mà mây nó quá trời. Trời dày, nó dâng nhưng mà mình cũng thấy he he he, ít ra cũng gì? Cũng thấy được. Được trăng. Mà cho dù cái trăng đó mà có gì mây che, nó vẫn khác hơn là đêm. Đêm 30 đúng chưa? Quý vị đồng ý chưa? Mặc dù là mây nó che rất là nhiều nhưng mà quý vị sẽ thấy của mùng 1 đó, nó vẫn khác của đêm 30. Đêm 30 là tối thui. Còn bây giờ ít ra là mình còn thấy có
có trăng và có mây, còn đến 30 mây thấy không? Trăng thấy không? Thấy chưa? Mây là gì? Là những cái vướng mắc, những cái khổ đau, những cái rằng chấp trong tâm của mình. Thành ra người nào mà bắt đầu thấy được trăng, thấy được mây là mừng rồi đó. Nghe không? Mừng rồi đó. Cho nên quý vị từ từ, quý vị tu, quý vị kiểm tra. Kiểm tra quý vị sẽ thấy qua trăng mùng 2, quý vị sẽ thấy. Trăng mùng 3 quý vị sẽ thấy, rồi bắt đầu mây từ từ nó sẽ tan. Tan, trăng nó lên, mây nó tan. Thấy không? Mây tan, trăng hiện. Trăng nó hiện rõ ra, trăng hiện mây. Mây tan cho đến khí. Chúng ta sẽ người cảm nhận được luôn. Và tới lúc nào là trồng, chúng ta biết luôn. Và chúng ta phải nguyện, phải không? Phải nguyện thắp sáng nội tâm để giải thoát tất cả cái lòng mê, giống như là từng ngày, từ mùng 1 cho tới, tới rằm, phải không? Từ mùng 1 cho tới rằm có 15 ngày à? Quý vị nghĩ 15 ngày quý vị tới đó không? Tới không? Hả? Tới không? Next slide vậy. Gì next slide? Làm dữ vậy? Nói nghe. Hả? Nguyện đời này, nhưng mà mình nguyện là đời này mình phải tới rằm, nhưng mà mỗi ngày mình phải, giống như chiếc đồng hồ á, mỗi ngày mình phải tích tắc, có nghĩa là mỗi ngày mình phải thắp sáng nội tâm, mỗi từng giây từng phút mình phải nhìn lại lại mình, thì chắc chắn nếu mà mỗi ngày mình làm như vậy thì thầy bảo đảm trong đời này trăng của quý vị sẽ hiện. Được chưa? Đủ chưa? Phải không? Rồi giờ có người nói thôi thầy cho con trăng hiện liền giờ đi, phải không? Sao được? Phải không? Nếu mà thầy cho quý vị trăng hiện được á là gì? Thế gian này đâu còn khổ nữa. Muốn hiện là ai làm? Mình chứ. Thấy không? Tại vì thầy mà cho trăng hiện xong là tí nữa quý vị cũng gì? Cũng mờ lại thôi, là bởi vì mình phải tình nguyện, mình phải thích. Còn nếu không mây nó sẽ che lại mình, chúng ta sẽ tối như đêm. Đêm 30, thành ra nỗ lực lên nha. Thầy chúc quý vị phát tâm cầu giác ngộ. Có nghĩa là bây giờ đã hiểu rồi như thế nào là 30, như thế nào là mùng 1. Đó. Và chúng ta nghe như vậy, chúng ta không có ngán như là cái người nói phải đợi 32 triệu lượt tích tắc thì mới đủ, không? Chúng ta cứ từng hiểu rồi, và chúng ta từng bước tu học, chúng ta từng bước nghe pháp, chúng ta về đây chúng ta thực hành, có những khóa tu chúng ta phải đi tham dự, và mỗi lần nghe cho nó sáng cái tâm của mình, thì từng bước chúng ta sẽ hướng tới rồi, được chưa? Rồi, chúc quý vị tinh tấn tu tập. Nguyện đêm công đức này hướng về các tất cả đệ tử và chúng sanh.